Video này tôi xin giới thiệu với các bạn về cái phần mềm Dân Trí Shop được áp dụng cho cái chuỗi nhà hàng Thiên Phú ở thành phố Tân An, tỉnh Long An và Bến Lức, tỉnh Long An. Và chúng ta tiến vào không gian của quán. Đây là cái không gian bên trong của quán tôi vừa setup. Đây có bán hải sản tươi sống các bạn. Rồi cái quầy đằng kia là cái quầy thu ngân. Sắp tới thì ở khu vực phía trước này sẽ có thêm một cái máy in chuyên cho cái đồ nước mà tôi đã thiết lập sẵn trong cái phần mềm. Ở đây là người thu ngân và quán sẽ order bằng điện thoại, nhân viên dùng điện thoại để order món để giúp tiết kiệm thời gian, sức lực, tăng cái tốc độ phục vụ cho khách hàng. Rồi ở đây là một cái máy in bên nhà bếp ở đây. Đây bên nhà bếp thì về nguyên lý thì khi người nhân viên order trên điện thoại chỉ cần một cái thao tác thôi thì sẽ ngay lập tức sẽ đồng bộ đến màn hình thu ngân, ngay lập tức chuyển cái in chế biến cho đến các nhân viên ở các khu vực. Đây. Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu đây. Hôm nay tôi đến thành phố Tân An của tỉnh Long An. Tôi làm cho một cái chuỗi quán ăn nhà hàng. Trước mắt thì tôi làm cho hai quán. Ở đây là một cái khu đường rất là đẹp, rất là rộng rãi. Nằm ở phường 2, thành phố Tân An. Đây, cái nhà hàng đầu tiên mà tôi triển khai trong cái chuỗi là nhà hàng Thiên Phú ở đây. Thiên Phú thì có 2 điểm, một điểm là tại thành phố Tân An. Đây là tại thành phố Tân An. Còn một điểm nữa thì sắp tới thì sẽ làm tại Bến Lức. Anh ấy sử dụng một cái phần mềm cũ rồi. Và sau khi được tôi tư vấn về cái giải pháp quản lý nhà hàng, xem cái báo cáo được trên điện thoại, rồi nhân viên order được điện thoại, thì anh ấy cảm thấy rất là phù hợp đối với cái nhà hàng của mình. Cho nên là anh quyết định thay đổi. Một trong những cái lý do mà anh nói với tôi là anh thay đổi phần mềm cũ sang Dân Trí Shop, đó là dùng trên Dân Trí Shop thì sẽ tiết kiệm về mặt nhân lực hơn. Đây, nhà hàng Thiên Phú tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nếu các bạn có nhu cầu quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán karaoke, pizza thì hãy liên hệ với tôi. Nhân sự của Dân Trí Shop sẽ triển khai trực tiếp đến tất cả các tỉnh thành. Chân thành cảm ơn.